Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm một cái dạng bài tập nho nhỏ ở trong phần hình học lớp 10 liên quan đến tọa độ và hệ trục tọa độ. Nội dung đề bài cụ thể đó là gì? Cho một cái tam giác ABC có tọa độ ba đỉnh rõ ràng như thế này rồi và người ta yêu cầu là tìm tọa độ tâm y của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Thế thì đầu tiên ta phải nhớ lại là cái đường tròn ngoại tiếp tam giác là nó như thế nào thì đây ngoại tức là ngoài ngoại tiếp tức là cái đường tròn nó ở phía ngoài của tam giác nhá nó chứa cái tam giác đấy thì đây thầy vẽ ví dụ như thế này đấy. ví dụ đây là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC được không nào đây gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thế thì tâm y nó sẽ nằm ở chỗ này và vì đây là đường tròn ngoại tiếp nên nó sẽ đi qua ba đỉnh của tam giác. Và khoảng cách từ ba đỉnh đến tâm y là là AI này, BI này và và CI thì nó thế nào với nhau? Thì nó nó bằng nhau, tức là AI bằng BI và bằng với CI. Đó chính là điểm mấu chốt nhá, để chúng ta giải ra ra tâm y. Vậy cách làm ở đây là gì? Bước 1, chúng ta gọi tâm y có tọa độ là ab được chưa mình lập luận vì đây là đường tròn ngoại tiếp tam giác abc nên có có cái gì có ai là bằng với bi và ai thì bằng với ci Đấy, đây chính là hệ điều kiện hai hai phương trình nó sẽ tạo ra hai điều kiện để giải ra hai ẩn AB nhá. Thế trước khi đi vào cái công thức cụ thể xem AI như thế nào thì chúng ta lại nhắc lại với nhau cái công thức tính độ dài đoạn AB. Độ dài đoạn AB được học trong cái bài hệ trục trước cái bài này một tí đi thì đó là gì? Đó là căn của căn bậc 2 của xB trừ xA tất cả bình cộng với IB trừ IA tất cả bình Tức là mình lấy tọa độ điểm sau trừ điểm trước trong bình phương lên xong cộng lại lấy căn nhá. Thế thì điểm A ở đây thì chép lại à 1 2. Điểm B thì chép là trừ -26. Điểm C là 4 2. Còn điểm Y ở đây tọa độ là A chấm B nhá. Đấy. Rồi để viết thế để nhìn cho nó dễ thì bây giờ cái hệ này nó sẽ tương đương với gì? AI tức là căn của Y trừ A tất cả bình tức là Y trừ A tức là A trừ 1 tất cả bình phương cộng B trừ 2 tất cả bình phương bằng với căn của BI trừ A cộng 2 tất cả bình phương BI tức là Y trừ B đúng không? À, B trừ 6 tất cả bình phương Đấy. Rồi dưới này AI thì ta chép lại A 1 bình phương cộng B 2 bình phương bằng CI CI tức là I trừ C A 4 tất cả bình phương cộng B 2 tất cả bình phương Rồi Vì đây là lần đầu chúng ta chữa cái bài này nên thầy sẽ viết đầy đủ mà không viết tắt bước nào cả Còn thực ra trong lúc làm bài tập khi mà chúng ta đã làm quen rồi thì chính cái bước đầu tiên này là ta không có viết đâu Tại vì viết cái căn này vào nó cũng hơi dài dòng. Thực chất là người ta viết cái không căn này này, người ta sẽ viết luôn từ cái dòng dòng thứ hai này này. Nhá. Người ta không viết cái căn nữa. Tại vì tự dưng viết cái căn vào sau đó lại đi bình phương lên thì nó hơi mất thời gian. Người ta sẽ viết luôn cái bình phương. Là cái hệ ở dòng thứ hai này này. Nhá. a 4 bình phương cộng với b 6 bình phương. Tôi chết rồi. Đấy, thầy viết nó bắt đầu sai bé bé rồi đây này. Dòng này chép lại nhá. Dòng này là dòng trên, dòng này là A 4 với B 2. Đấy, được chưa? Rồi, dòng thứ ba chúng ta làm gì? Dòng thứ ba thứ ba chúng ta khai triển hết ra. Thì cũng vì là chữ lần đầu nên thầy sẽ làm cực kỳ chi tiết mặc dù nó hơi dài dòng. A bình phương trừ 2A cộng 1 cộng B bình phương trừ 4B cộng 4 bằng A bình phương trừ 8A cộng 16 cộng b bình phương trừ 4b cộng 4. Dưới này a bình phương trừ 2a cộng 1. Cứ chép lại thôi. Cái dòng đầu tiên bên trái này cứ chép lại. Bên này là Úi giời ơi. Thầy đã chép lộn rồi, cái dưới lên trên, cái trên xuống dưới rồi đây này. Rồi tại sao nó lại xảy ra cái tình trạng vậy? Thầy phải cho một cái dòng kẻ vào đây. Để cho chúng ta nhìn cho nó đỡ bị rối do là cái bảng này nó hơi hơi hẹp nên thầy viết sát nhau quá chứ về nguyên tắc khi mà học thì thầy vẫn bảo chúng ta trình bày là gì hết một bài cách ra một dòng hết một câu cách ra một dòng và lúc viết phân số thì chúng ta cũng cách cách nó thưa thưa nhau ra một tí viết những cái giải hệ thì ta viết thưa thưa nhau ra để làm gì để ta nhìn cho nó đỡ dối và bố cục bài nó nó đẹp ừ, thầy phải sửa lại nhá yeah, cho nó chuẩn chỉ đi chỗ này phải là cộng 4 này rồi chỗ này cũng là cộng 4 này b bình trừ 12b này cộng với 36 này còn dưới này thì mới là a bình trừ 8a cộng 16 này b bình trừ 4b cộng 4 này được chưa đó thế sau đó thì chúng ta sẽ sang đây sang đây chúng ta viết cho hệ mới trong đó có chú ý là gì trong đó có chú ý là chúng ta sẽ lược bỏ cái a bình phương với cái a bình phương b bình phương với b bình phương là hết dưới này cũng như vậy a bình với a bình là hết b bình phương với b bình phương là hết rồi ta chuyển cái a này sang đây cho thầy chuyển hết ab sang bên trái số cho sang bên phải nhá a cho sang bên trái thì sẽ thành trừ sáu a B cho sang bên trái sẽ thành cộng 8B. Còn số cho sang bên phải thì bên kia là 5, bên này là 40. Vậy bớt đi thì sẽ còn 35. A cho sang bên trái thì sẽ thành 6A. B cho sang bên trái ở thế là hết B à? Ở hết B, tức là 0B. Thì sẽ bằng số cho sang bên phải, bên kia là 5. Bên này là 20, vậy sẽ còn 10, 15. Thế sau đó thì ta sẽ bấm máy để giải cái hệ này nhá. Đến chỗ này thì việc của chúng ta chỉ là gì thôi? Chỉ là bấm máy giải hệ bậc nhất hai ẩn nhá. Giải hệ bậc 1 hai ẩn. Thì ta sẽ giải ra được a bằng b bằng Thực ra thì bài này có thể giải tay được tại vì đến đây thì ta sẽ hiểu là a sẽ bằng 15 phần 6 mà 15 phần 6 rút gọn cho cho 3 thì còn 5 phần 2 Rồi sau khi có a thì ta thay lên trên này ta tìm b nhá tìm b thì kết quả nó sẽ ra là 6a là 15 chuyển sang đây là 50 50 chia cho cái này rút gọn cho 2 là còn 25 phần 4 thì từ đó ta mới suy ra điểm y ở đây có tọa độ là 5 phần 2 và 25 phần 4 kết luận vậy tâm đường tròn ngoại tiếp có tọa độ như thế này được chưa nào đấy thì uh, cách để mà tìm tâm đường tròn ngoại tiếp một tam giác khi đã biết tọa độ ba đỉnh đó là chúng ta gọi tâm y ra xong chúng ta dùng cái hệ điều kiện là ai bằng bi ai bằng ci tức là y cách đều ba đỉnh của của tam giác thì từ đó ta giải hệ ra rồi ra kết quả thì trong lúc giải hệ thì chúng ta sẽ làm tắt đi ta bỏ cái bước đầu tiên này đi ta viết luôn cho thầy cái bước này ai mà làm quen ấy thì cũng bỏ cái bước này đi viết luôn bước này tại vì sao tại vì chỗ này chúng ta có thể hiểu được là a bình phương với a bình phương ở hai bên này nó hết rồi b bình phương nó cũng hết với nhau thế thì làm gì tiếp đây là trừ hai a còn bên này là dương 4 a mà mình chuyển sang trái thì nó sẽ thành trừ sáu a rồi bên này là trừ bốn b bên này là trừ 12b thì chuyển sang nó thành cộng thành cộng 8b đúng chưa nào đấy hoàn toàn có thể làm là viết đoạn đầu này bỏ qua bước này viết cái hệ này thôi xong lại bỏ qua bước này nhảy sang cái hệ này đấy làm bài như vậy như vậy cũng không bị coi là tắt đâu tại vì cái chuyện biến đổi này nó chuyện đơn giản thôi mà ý chính của bài này là là cái cách làm và cái kết quả đúng chứ còn mấy cái viết dườm dà này thì cũng không quá cần thiết trong lời giải nhá